Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tiền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay Tiền lại tiếp tục về thêm Fortuner cực hot nữa để phục vụ cho các anh chị nha. Anh chị nào hôm trước có liên hệ Tiền tìm cái dòng này thì hôm nay thấy được video này của Tiền, nhanh tay liên hệ Tiền để chốt sớm nha. Thì bên cạnh Tiền đây là Toyota Fortuner phiên bản Legender nha, máy dầu số tự động một cầu đời 2021 các anh chị. Em này thì đi khoảng 48.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.036.000.000 các anh chị ha. Nếu mà nói về Fortuner thì hiện tại bên Tiền đang còn hai xe nữa. Một chiếc Fortuner máy dầu số tự động một cầu đời 2022 màu đen nè, với giá chưa tới 1 tỷ các anh chị ha. Rồi có máy xăng số tự động hai cầu đời 2019 màu bạc nè, với giá là 839.000.000 và đang trên đường về Fortuner máy dầu số tự động một cầu đời 2019 màu trắng rất là hot luôn. Giá khoảng 878.000.000. Anh chị em mình có quan tâm tới ba chiếc Fortuner còn lại thì alo Tiền, Tiền gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Em này thì nước sơn màu nâu các anh chị, cái màu này rất là sang các anh chị ha, không bị trầy xước gì hết á. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì có trầy dăm dăm ở một vài chỗ hay là giẫm tút ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị ha. Và em này Tiền còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tiền các anh chị ha. Bản Legender này là cái mặt ga lăng của nó rất là đẹp, rất là sang luôn các anh chị. Có cam 360 cho mình nữa nè. Em này thì biển tỉnh các anh chị ha, 66 Đồng Tháp. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền các anh chị. Đèn ở đây là full led hết các anh chị nha, có cảm biến trước sau, cam lùi cốp điện cho các anh chị nhà mình luôn ha. Đấy, cản cũng còn rất là đẹp các anh chị. Rồi, mối nối cản còn rất là khích, liền lạc đồng màu từ trước ra sau. Fortuner đi 48.000 là đi rất là ít đó các anh chị. Lớp nè còn tương đối sâu ha, mâm không có bị trầy xước gì hết, vỏ vẫn còn là vỏ zin theo xe nè các anh chị, vỏ 2020 nha. Rồi đăng kiểm còn tới tháng 9 2025 các anh chị, dán phim cho mình rồi, có vè mưa lên bể bước luôn. Những chiếc xe gầm cao như thế này thì phải có bể bước để đi lên đi xuống cho nó dễ dàng ha. Ốp cho mình chén cửa, tay nắm cửa, có nút mở cửa một chạm luôn ha. Rồi tất cả xe bên Tiền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình, xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và bên Tiền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị nhá. Đèn hậu phía sau là đèn led như thế này các anh chị, còn trông đẹp các anh chị ha. Có cam lùi nha, có cảm biến lùi cho mình luôn các anh chị, gầm cao rất là sướng luôn. Đấy, một dòng xe 7 chỗ gầm cao mà phải nói rất là hot các anh chị, từ trước tới giờ được các anh chị và các bạn nhà mình tìm kiếm rất là nhiều luôn á các anh chị. Cốp điện nhá. Rồi, nhà mình không đi full người thì gặp hàng ghế thứ ba lên như thế này để mình tăng thêm cái diện tích để đồ nhé. Anh chủ này rất là kỹ ha, lót cho mình tấm nhựa như thế này nè. Con đội tay quay nè các anh chị, còn đầy đủ các anh chị ha. Đó, nhựa lấy đồ ra vào cũng còn rất là đẹp các anh chị. Ở tầm này thì không có anh chủ nào đi xe mà không kỹ xe hết các anh chị ha, tầm tiền tỷ mấy lần nè. Rồi, em này mất tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 7 cho tới 8 lít rưỡi các anh chị nhé. Ghế da nguyên zin hai tông màu đen và tông màu đỏ các anh chị, còn căng đẹp ha. Sàn ở đây là sàn nguyên bản, có táp bi sàn ở trên, trần ở đây cũng là trần nguyên bản các anh chị. Tiền sẽ nổ máy nha. Đó, khá là mạnh mẽ nha. Em này thì ghế lái chỉnh điện các anh chị. Đó, trời, vô lăng này các anh chị, vô lăng bọc da có vân gỗ như thế này rất là sang các anh chị. Có ruy control, có lẫy chuyển số trên vô lăng, logo còn rất đẹp, rất là mới ha. Đi 48.141 km chuẩn nè. Táp lô thì anh chủ trải thảm như thế này nữa, nên là bên dưới nó không có trầy xước các chị, cái này là keo ha. Đó, màn hình zin theo xe, dàn lạnh tự động các anh chị. Đây là chìa khóa của Fortuner Legender các anh chị. Cần số thắng tay còn đẹp, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu các anh chị ha, và có cả cân bằng điện tử cho mình nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nhé.
Tuy sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc đi thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Những chiếc xe hot như thế này thì nên xem video nè. Ưng là chuyển khoản đặt cọc giúp bên Tuyền 10 triệu, 20 triệu giữ xe lại đi các anh chị. Rồi mình hẹn ngày lên xem xe để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên hỏng cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa, hỗ trợ giao xe tận nhà luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đặt cọc lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái các anh chị. Không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, Tuyền sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó, nên là các anh chị không có mất mát gì hết ha. Khi các anh chị chuyển khoản đặt cọc cho bên Tuyền thì Tuyền sẽ có một cái hợp đồng mua bán giữa hai bên có ghi cam kết nè, bảo hành, rồi những cái gì trên hợp đồng thì có ghi hết cho các anh chị, nên là các anh chị nhà mình yên tâm chứ không có nói miệng suông đâu nhé. Rồi tiện nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Toyota Fortuner phiên bản Legender máy dầu số tự động một cầu đời 2021 các anh chị ha. Em này thì đi 48.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá 1.036.000.000 và giá ra tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Yêu thích chiếc xe này nhanh tay alo cho Tuyền qua số điện thoại bên dưới ngay ha. Và 7 chỗ bên Tuyền ngoài Fortuner ra thì còn có Everest Titanium đời 2018 nè, rồi có cả Sedona, có cả Carnival nữa các anh chị. Giá mềm mềm thì còn Xpander, Hyundai Stargazer hay là Outlander nè, rồi CX8 Innova, rất là nhiều xe. Nhà mình đang tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào cứ alo Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.